Xin chào tất cả mọi người. Chuyên mục bàn giao sản phẩm hôm nay sẽ là một bộ bàn ăn cẩm lai gồm một bàn và 6 ghế cho khách hàng chị Ly ở quận 8. Đây là quy trình quấn hàng kiểm tra hàng hóa trước khi bàn giao. Mẫu bàn ăn hôm nay chị Ly chọn cho không gian phòng bếp của gia đình mình là một bộ bàn tròn gỗ cẩm lai, ghế chạm đào. Đây là một mẫu ghế được rất là nhiều khách hàng lựa chọn tại Sơn Đông. Mẫu bàn ăn này được làm từ chất liệu gỗ cẩm lai nên có giá trị cực kỳ cao, vẻ đẹp thẩm mỹ. Bước vào một ngôi nhà thấy gia chủ sở hữu những cái món nội thất từ gỗ cẩm lai thì chúng ta cũng biết được rằng gia chủ rất là có gu thẩm mỹ cũng như là chịu chơi, chịu chi khi sử dụng loại gỗ này cho không gian nội thất của gia đình mình. Chiếc ghế ăn với hình ảnh chạm đào nhẹ nhàng, truyền thống hy vọng sẽ đem đến sự may mắn, tài lộc và trường thọ cho gia chủ. Nhắc tới gỗ cẩm lai, chúng ta sẽ liên tưởng ngay tới những đường vân gỗ vô cùng đẹp và bắt mắt. Khách hàng có chia sẻ rằng đã thích bộ bàn ăn này ngay từ cái nhìn đầu tiên nên đã quyết định chốt về cho không gian của gia đình mình. Và đây là quá trình đưa hàng hóa lên xe. Khách hàng thì ở quận 8 ngay gần showroom của Sơn Đông. Sản phẩm gỗ tự nhiên nhóm 1 sẽ được bảo hành 5 năm, bảo trì vĩnh viễn và các chính sách hậu mãi khác. Cảm ơn chị Ly và gia đình đã tin tưởng ủng hộ sản phẩm của công ty. Hy vọng bên em đã mang đến chất lượng sản phẩm cũng như là dịch vụ tốt nhất. Mọi người quan tâm về sản phẩm hãy để lại bình luận ở phía bên dưới video này hoặc liên hệ vào số hotline 0879 400 37 để em tư vấn thêm nhé. Xin chào và hẹn gặp lại ở những video bàn giao tiếp theo.